Những scandal chấn động của danh hài Trường Giang. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, dư luận đang có những quan tâm đặc biệt đến đoạn clip được cho là của danh hài Trường Giang sau khi say xỉn gây tai nạn và lớn tiếng với nạn nhân. Danh hài Trường Giang hiện đang là một cây hài lớn được yêu thích của showbiz, đặc biệt là sau chuyện tình của anh với nàng thơ điện ảnh Việt Nhã Phương. Khán giả yêu mến anh bởi sự mộc mạc giản dị đời thường và sự chân chất đặc trưng của những con người miền Trung Bộ. Trường Giang cũng là một trong những nghệ sĩ đa tài và có tâm với nghề. Tên tuổi của anh ngày càng được mọi người biết đến rộng rãi hơn. Thế nhưng gần đây, hình ảnh của danh hài đang dần bị vấy bẩn bởi một số scandal khá ồn ào, đặc biệt là clip gây tai nạn sau say xỉn vừa diễn ra cách đây vài giờ. Tháng 1/2017, khi Trường Giang tham gia một buổi diễn tại Tây Ninh cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Hoài Linh, Lâm Vĩ Dạ, Nhật Kim Anh, trong lúc nam diễn viên hài biểu diễn, có nhiều khán giả lên tặng hoa khiến cho các nghệ sĩ bị gián đoạn và phải nhờ tới sự trợ giúp của lực lượng an ninh. Sau đó, một số khán giả phía dưới bất bình nên đã ném chai lọ vào những người lên tặng hoa. Tuy nhiên, Trường Giang lại tưởng họ nhầm vào anh nên giận dỗi nói thôi đi vào không diễn nữa. Nghệ sĩ diễn mà quý vị ném chai thì diễn làm gì nữa? Hành động của Trường Giang được nhiều đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng cách cư xử của nam diễn viên hài là thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng khán giả. Sau ồn ào về chuyện bỏ diễn, danh hài tiếp tục vướng phải scandal tình ái và bị gắn mác Sở Khanh khi bắt cá hai tay cùng người đẹp Quế Vân và Nhã Phương. Sau khi đóng phim 49 ngày, Trường Giang công khai tình cảm với bạn diễn Nhã Phương. Họ được coi là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau đó không lâu, người đẹp Quế Vân bất ngờ chia sẻ chuyện tình cảm của nam diễn viên gốc Quảng Nam. Theo đó, Trường Giang đã bắt cá hai tay khi cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ. Sau scandal chuyện tình cảm, hình ảnh danh hài bị xấu đi trong mắt người hâm mộ. Sau đó, anh đã quyết định giữ im lặng và tiếp tục các dự định như một cách lấy lại hình ảnh. Thông tin thêm, danh hài và bạn diễn thân thiết của anh là Trấn Thành cũng không ưa nhau và liên tục cạnh tranh trong công việc. Trả lời phỏng vấn, danh hài cho biết họ cạnh tranh nhau để cùng nhau tiến bộ, chứ không phải là ghen ghét hay đố kỵ. Dẫu nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả, thì hình ảnh Trường Giang cũng khó có thể lấy lại được như trước kia. Một danh hài tài năng giản dị và sạch sẽ scandal, đặc biệt là sau ồn ào say xỉn trong vụ tai nạn mới diễn ra cách đây vài giờ. Trong clip, điều làm cho người khác thắc mắc đó là thái độ khá hằn học và có phần không tỉnh táo của nam diễn viên hài. Anh liên tục nhắc đi nhắc lại câu, ỷ nghệ sĩ là sợ người ta quay hình hả? Nè ông ghi hình tới sáng luôn, tôi không sai, đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Hiện nay, phía Trường Giang vẫn chưa lên tiếng sau vụ việc tối qua. Phía cảnh sát đã xác định Trường Giang có vượt nồng độ cồn cho phép, nhưng không phải là người lái xe. Đây quả là một năm không may mắn với danh hài, khi anh liên tục vướng phải những scandal làm hình tượng xấu dần đi trong mắt khán giả. Hy vọng là một người của công chúng, Trường Giang sẽ có trách nhiệm với những việc đã xảy ra và tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa để không phụ lòng yêu mến của khán giả đã dành cho anh. Tình duyên của nhóm 1088 một thời, người chưa muốn kết hôn, người cưới vợ lần hai. Các thành viên hầu hết đều có cuộc sống hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. 1088 được thành lập năm 2000 với 5 thành viên Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ân Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo và Nhật Tinh Anh. Đây là nhóm nhạc nổi tiếng thời bấy giờ với những ca khúc như Gửi Tình Theo Gió, Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng. Tuy nhiên, 1088 tan rã sau chỉ 2 năm hoạt động và các thành viên đều rẽ sang hướng khác nhau. Giờ đây, sau hơn 15 năm gặp lại, các thành viên của nhóm nhạc này đã có những thay đổi bất ngờ, đặc biệt là trong chuyện tình duyên. Ân Hoàng Phúc là thành viên có thể nói được là thành công rực rỡ nhất sau khi tan rã nhóm và đi hát solo. Anh là nam ca sĩ đầu tiên có số lượng băng đĩa bán chạy nhất thị trường, con số lên đến vài chục nghìn bản. Giờ đây, các bài hát của Ân Hoàng Phúc vẫn được nhiều người dùng để cover như Thà Rằng Như Thế, Người Ta Nói. Do mắc phải căn bệnh thoát vị đĩa đệm, phải sang nước ngoài điều trị trong nhiều năm, con đường sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Hiện tại, dù Ân Hoàng Phúc không hoạt động quá sôi nổi như nhiều năm trước, nhưng anh vẫn có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc cùng tổ ấm. Anh hẹn hò và về chung nhà với người mẫu Kim Cương vào năm 2015. Tháng 4/2016, anh không giấu khỏi niềm hạnh phúc khi lên chức bố. Hiện tại, Ân Hoàng Phúc đang có cuộc sống rất bình yên bên cạnh Kim Cương và cậu con trai nhỏ. Đồng thời, anh cũng nhận nuôi cả con trai riêng của Kim Cương và yêu thương cậu bé như con ruột. Vân Quang Long, giống như Ân Hoàng Phúc, Vân Quang Long gặp nhiều may mắn khi trở thành ca sĩ solo sau khi rời khỏi nhóm 1088.
Một số ca khúc nổi bật của anh bao gồm Thư Cuối, Bởi Tin Lời Thề. Hơn nữa, anh được nhiều người mến mộ ở thời điểm anh kết hợp song ca cùng Cẩm Ly. Tuy nhiên sau đó, anh lại chọn việc xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu ca nhạc tỉnh thành. Lý giải cho việc này anh nói, cái gì cũng phải có điểm dừng, lên đỉnh rồi dừng lại thì khán giả mới nhớ đến được, nếu kéo quá thì dừng cũng lụi tàn. Nam ca sĩ cũng nhanh chóng kết hôn và có được hai con, một gái và một trai. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không như ý muốn, nhiều mâu thuẫn xảy ra khiến anh và bà xã phải chia tay vào năm 2015. Mới đây, khi xuất hiện tại sóng truyền hình trong một chương trình ca nhạc, Phương Quang Long chia sẻ mình vừa kết hôn lần thứ hai. Được biết, bà xã của anh tên là Linh Lan, cả hai cùng quê ở Đồng Tháp và vợ kém anh 10 tuổi. Nhật Tinh Anh cũng không thua kém gì Ân Hoàng Phúc, Phương Quang Long. Anh cũng đạt được một số thành công đáng kể trong sự nghiệp ca hát. Năm 2006, cái tên Nhật Kinh Anh nổi rần rần khi song ca cùng Khánh Ngọc bài hát Vầng Trăng Khóc. Sau đó, Nhật Tinh Anh còn được yêu thích bởi nhiều bản solo như Tình Yêu Diệu Kỳ, Tình Yêu Mang Theo. Hiện tại, Nhật Tinh Anh vẫn cần mẫn theo đuổi con đường âm nhạc. Ở tuổi gần 40, Nhật Tinh Anh vẫn chưa lập gia đình. Nam ca sĩ và bạn gái hiện tại đã yêu nhau hơn 15 năm nhưng chưa có ý định về chung nhà vì vẫn thích cảm giác được hẹn hò hơn. Nhất Thiên Bảo, sau khi 1088 tan rã, thay vì đầu quân về các công ty giải trí, Nhất Thiên Bảo quyết định tự thân vận động cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Anh tự thu âm, tự làm mọi việc trong khâu sản xuất. Vào năm 2004-2007, anh cho ra mắt 3 album nhưng không tạo được tiếng vang. Sau đó anh quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát và sang Mỹ định cư. Anh rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống và tập trung vào kinh doanh quán cà phê. Có thông tin anh đã kết hôn vào năm 2012. Ở Mỹ, anh cũng thường xuyên gặp gỡ với bạn bè là ca sĩ, nhưng Nhất Thiên Bảo không hề có ý định đi hát trở lại. Có lẽ nghiệp cầm ca đối với anh đã chấm hết. Điền Thái Toàn, sau khi nhóm tan rã, Điền Thái Toàn gặp nhiều khó khăn khi không biết phát triển con đường âm nhạc như thế nào vì ít kinh nghiệm hát solo. Nam ca sĩ từng phát hàng loạt album quay về Tình Hoang Vắng, Tôi Không Lo Được Gì Cho Em. Tuy nhiên, những sản phẩm âm nhạc này không giúp anh duy trì được sự nổi tiếng như thời còn hoạt động trong 1088. Một thời gian sau đó, anh quyết định kết hôn, sang Mỹ định cư và bỏ lại sự nghiệp ca hát dang dở ở Việt Nam. Điền Thái Toàn hiện sống ở Houston, Texas của Mỹ. Bên cạnh việc kinh doanh, anh thỉnh thoảng đi hát tại một số tụ điểm âm nhạc để phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nam ca sĩ đã có được hai con gái và anh cũng thường xuyên chia sẻ về các con lên trang mạng cá nhân. Cục sạn to đùng trong MV cổ trang mới ra mắt của Trương Quỳnh Anh. Khâu chỉnh sửa hậu kỳ quá hời hợt, cẩu thả khiến nữ chính bị mang tiếng. Tung ra MV mới từ cuối tháng 8 nhưng không để lại dấu ấn trong lòng người xem cũng như trên thị trường âm nhạc. Mới đây, họa tình của Trương Quỳnh Anh bất ngờ được khán giả chú ý chỉ vì một chi tiết khó đỡ, ấy chính là việc nữ ca sĩ ngồi diễn xuất nhập tâm quá đà mà quên đi việc có rất nhiều ruồi muỗi đang vây vèo vèo trên đầu. Clip người xem quay lại khoảnh khắc kém đẹp của Trương Quỳnh Anh trong MV Hòa Tình. Côn trùng không rõ ruồi hay muỗi lọt vào áo của người đẹp và thoải mái bay lượn bên trong. Hình xăm của Trương Quỳnh Anh cũng lên sóng. Dường như team đã rất có lòng khi cất công lên kế hoạch và đầu tư sản xuất hẳn một sản phẩm nghệ thuật cho vợ, nhưng lại chưa thật sự có tâm nên đã vướng phải hạt sạn đáng tiếc này. Thiết nghĩ nếu khâu hậu kỳ được thực hiện tỉ mỉ, chăm chút kỹ lưỡng hơn đã không có nhiều chuyện phải bàn cãi. Chưa hết, cách đây ít ngày, trên fanpage chuyên đăng tải những quan điểm của dân mạng về các nghệ sĩ cũng như đời tư, sản phẩm nghệ thuật của họ. Một bài post đã gọi tên Trương Quỳnh Anh cùng MV Hòa Tình. Đa số ý kiến cho rằng ca khúc Hòa Tình của Dư Bối Na đã quá thành công. Xem tới MV của Trương Quỳnh Anh chỉ khiến khán giả tụt hết cảm xúc mà thôi. Dòng thú nhận của một khán giả sau khi xem MV của Trương Quỳnh Anh: em xin được ném MV lẫn bài Hòa Tình của Trương Quỳnh Anh thể hiện ạ. Bối cảnh thì non nước hữu tình, được đó, trang phục nhìn xến quá. Lại từ Việt Nam sang Trung Quốc, lướt ván qua tới Nhật, ngắn nhất bộ đồ nam, thắt eo chặt quá chắc không thở nổi, nên lúc thổi sáo thì như rằng đang hôn cây sáo. Cây quạt rất chi là ba chấm. Nam chính như thụ, nữ chính như thì đẹp, nhưng lúc tóc trắng thì theo MV chắc thành ma rồi. Diễn xuất thì không ngắm nổi anh thụ. Được nữ chính thì cho ổn đi, nội dung thì không biết có phải chỉ có mình mị hay không. Chứ theo mị mấy thì cốt truyện nhạt nhòa chưa rõ ràng, xem lần đầu chẳng hiểu rõ, kỹ xảo ba chấm, con bướm ấy nhìn ngứa mắt lắm luôn.
Mỹ ném nhiều viên gạch vào bài hát Họa tình bản Việt Nam. Họa tình bản Trung của Dư Bói Na là không ai có thể hát xuất sắc hơn được đâu, dù tốt cũng không bằng được, nói chi là bài Họa tình thất bại thảm hại của Trương Quỳnh Anh chứ. Không nói đến lời Việt, Mỹ chỉ nói đến cảm xúc bài hát và giọng hát thôi. Mỹ không cảm được gì khi nghe bài này của Trương Quỳnh Anh. Nghe đi! Dương Bói Na hát cảm xúc nhường nào, nghe cứ muốn khóc. Trương Quỳnh Anh đến nấu cao, hét lên như ai nợ, nhưng cảm xúc và hát cao không tốt nữa. Nốt trầm không rõ, Mỹ không trầm anh nhạc nên Mỹ thấy sao nói vậy ạ. Tóm lại Mỹ nhắm mắt và cố gắng cảm bài này, nhưng không cảm được. Và nói thôi thúc Mỹ mới ném. Không làm thì thôi, chứ đã làm lại thì phải làm cho tới, cho chất lượng. Dù không bằng nhưng cũng phải là loại xem được, nghe và cảm nhận được. Trước cũng có vài bài làm lại từ Trung Quốc hay nước khác và cũng chẳng tới đâu, bây giờ thêm bài này nữa. Thà làm một bài mới đi, có dở người ta cũng không có bản cũ để so. Chứ như bài này, bỏ bản cũ qua một bên cũng thấy thất bại thôi, không ngém nổi. Mấy bạn sẽ nói là không thích thì đừng nghe, nhưng bây giờ Mỹ lỡ nghe rồi và phải vào đây ném đá ạ. Không ném chịu không nổi.